Hôm nay là không phải em bị bom, mà là bọn nhân viên nhà em nó bị hãm. Tìm ra lý do của Thúy kia chưa? Hay là nghĩ tao quên? Cái túi của cái chị mà ở trên Đắk Lông này, cái túi bạc này là lỗi đứa nào? Hoàn hàng với hai lần. Mày bán buôn nó không lời bao nhiêu rồi? Cái túi này là đã bị về một lần rồi, là tao đã phải bán sale một lần rồi. Bán sale là không có lời. Là lỗi của đứa nào? Để đơn một cái túi Chanel bạc này với một cái vòng tay bị hoàn về, lỗi là do đứa nào? Người ta đã nhận hàng rồi, lỗi do đứa nào? Em có ba cái bị hoàn về là do cái bọn ngu si nhà em. Cái túi này em sale 920.000, bình thường em bán túi này 1.380.000, em đã sale 920.000. Nó là cái bóc cầm tay Chanel màu bạc. Chị nào mua em bán 920.000 giá cuối cùng, lời cái túi có tí tiền, còn có 1-2 cái cuối cùng đã sale xong rồi mà chúng nó lại còn gửi nhầm cho khách để phải đi order. Cái lúc sale thì bao nhiêu người muốn mua không được, đến bây giờ thành ra gửi ngược về phí ship hai đầu cả gần 100.000. Ship code đi 56.000, 57.000, ship về 40.000 là cả 100.000 rồi, đã lỗ rồi, đã sale là đã hòa rồi, mà còn bị mấy bà nội này nữa làm cho tí mình gọi điện mình chửi khách. Em sẽ có 3 mã em sale cho chị. Cái này 920.000, Chanel bạc caro, chị nào lấy để lại số điện thoại. Đó. Mã thứ hai, mã thứ hai là cái túi này em bị mất hộp. À mà nhà cũng có hộp luôn. Cái túi này còn hộp đây. Đúng rồi, full hộp. Cái này là cái LV xích, nó đeo được hai kiểu. Các chị nhìn thấy không ạ? Đó, cái này nó đeo được hai kiểu. Cái này là cái mã hàng rất là hot từ trước Tết mà bị lộn kho. Đây, cái này các bạn có thể đeo như thế này. Cái này nam nữ đeo đều được. Cái này sẽ ghi là LV xích, còn một chiếc duy nhất. Giá trước Tết bán 1.550.000, giờ em bán cái này 1.250.000. Các chị phải đeo như thế này, đúng không ạ? Tiền hàng đổ để vào đây. Đó, các chị phải đeo như em đang đeo. Nếu các chị không muốn đeo như thế này, các chị cầm tay. Cái mã túi này rất là hot, đã rất là khó mua rồi mà để lộn kho. Nó có một cái này nữa, các chị nhìn thế này, nó sẽ đắng vào đây. Nó có hai kiểu dây. Cái này sẽ gọi là LV xích, còn đúng một chiếc. Giá trước Tết là 1.550, giờ em sale còn 1.250. Đó, mọi người thấy không? Mọi người để cầm bòng beng như thế này, tránh giật đồ ngày Corona. Hoặc mọi người không cần cầm cái này, mọi người cầm như thế này. Đó, cái túi này rất là đẹp. Mọi người nhìn nha, rất là đẹp. Là em sale 1.250, full box full hộp. Đó. Và có một chiếc này nữa là bọn chó chết nhà em, mắc chó giấy. Thằng chó đấy nghỉ việc rồi. Người ta mua cái Hermès dài 1.480, nó gửi cho người ta cái 1.460 và cái này còn một chiếc. Chiếc Hermès này còn một chiếc, giá là 1.460.000. Em sale cái này còn 1.250.000, một chiếc duy nhất. Chị nào lấy để lại số điện thoại. Các chị thấy không? Cái này siêu đẹp. Cái này em còn đang sắp về hàng. Mở như nào quên mẹ rồi. Mở nào quên luôn đấy các chị ạ.
Đó. Cái túi này nha mọi người. Cái túi này em sẽ sell 1.250.000. Riêng cái túi này em sẽ tặng luôn cho người khách một chiếc khăn 150.000. Vì cái này thằng chó chết nhân viên nhà em nghỉ việc rồi, nó bốc hỏng cái túi này, bốc và bốc lộn đấy. Hôm trước có chị nào 3-4 chị vào inbox hỏi mua cái túi này, em đều nói hết hàng mà em rất là tức luôn. Nên cái này 1.460.000 em sell duy nhất trên livestream này. Chị nào mua cái này là hơ mẹt đen, hơ mẹt đen, nó có 2 ngăn nha các chị, tác full đầy đủ, còn đúng một chiếc nên là bán hết là thôi. Đó đây, cái túi này em sẽ tặng luôn chị nào mua cái túi này 1.250.000, một chiếc khăn hơ mẹt em buộc luôn cho chị. Em nói thật chị, nhiều khi ấy, mình buôn bán mình gặp phải mấy mẹ nội nhân viên thì mình cũng muốn chết mẹ đi cho rồi, cho chúng nó vừa lòng. Em sẽ buộc cho chị Souvenir. Cái trò cuộc đời buôn bán đã không có lời lãi nhiều, bởi vì còn một mã mình đâu có nhập được về. Thà mình nhập được thêm về mình sẽ bán được. Đằng này còn một chiếc không nhập được về, xong ngồi live stream giạc cái mồm như chó chết ý, thế là vỡ nợ. Đây, em sẽ tặng cái khăn này cho các chị, em buộc lại luôn này. Đó, thấy chưa? Em là một trong những cái tuýp người gọi là rất là tâm lý khách hàng. Đó, em buộc luôn cho các chị. Phải sang trọng 7.000 chân kính không? Còn đâu lúc nào mà về cái này nó phải chịu 9-2 triệu là thấp nhất. Nhưng vì còn một chiếc không biết đường nào mà lần buôn bán, nó còn một chiếc cứ để trong kho như kiểu con đĩ trinh nữ trong nhà, con đĩ ấy chồng đó. Đó, đây nha, để im cái túi này như thế này, tặng đây, để im như thế này, 1.250.000, chị nào lấy để lại số điện thoại. Đó, đã ăn uống gì đâu, còn một chiếc duy nhất đấy, thấy chưa? Tùy các chị nha. Đó, em buộc lại cho chị rồi, đẹp, xinh, tươi. Riêng cái túi này, đó, chụp lại 1.250.000. Mà này, cái túi này này, mấy đứa chốt hàng nhớ nhé, cái túi này cái người mua bắt buộc phải chuyển cọc nếu là khách mới nha, không ship code cái túi này, để mất công người ta mua trên live không có. Hiểu chưa? Mấy cái sale này, có nghĩa là mình không còn nhiều hàng, bắt buộc người đó phải cọc mấy trăm nghìn cũng được. Tránh trường hợp mua xong bom gửi về mất việc. Hộp đâu? Đó, em buộc lại rồi đó. Là coi như em bán mẹ hãng đi rồi, còn muốn bán gì nữa? Thằng chó chết thanh đi nữa, điệp mẹ cái thằng bốc nhầm hàng, nó nghỉ mẹ việc rồi. Chứ nó ở đây điệp mẹ đập vào mặt nó cho nó ăn con mẹ cái túi đi, nó đeo con mẹ nó cái túi đi cho được việc. Bực cả mình. Đó, chị nào mua trời thêm cái khăn, nhìn khác hẳn cái khăn 150.000 đấy em. Chị đã giảm giá 250.000 rồi. À, giảm giá 200.000 rồi, còn tặng cái khăn 150.000 là chị lỗ luôn rồi đấy Kiều Trang. Nhiều khi buôn bán á, người ta gọi là gì, treo đầu này treo đầu kia, kiểu gì ngược xuôi cũng phải bán cho xong. Còn có một cái nữa, để đây để mà như con đi nhung của nhà, con đi ấy chồng nè. Đó, có 3 mã đấy. Em giảm giá rồi đó, tùy các chị.